hệ thống liên minh của NATO và niềm tin của Bắc Kinh rằng Kiev không nên nhận thêm bất kỳ hỗ trợ quân sự nào từ phương Tây. Nỗ lực xuống thang quân sự của Trung Quốc che đậy động cơ thực sự của nước này. Họ muốn Nga thắng Ukraine khi không có sự hỗ trợ liên tục của Mỹ và châu Âu. Một mô hình cân bằng quyền lực tương tự cũng được mong đợi trong cuộc chiến ở Đài Loan. Khi hai bên đối đầu trực tiếp, Trung Quốc chắc chắn sẽ thắng áp đảo Đài Loan. Nhưng nếu Đài Loan, giống như Ukraine, có thể sử dụng các thiết bị quân sự, chương trình đào tạo và hỗ trợ tình báo theo thời gian thực từ bên ngoài, thì Trung Quốc sẽ mất đi mọi lợi thế. Và vì vậy, Bắc Kinh tập trung vào việc làm giảm khả năng các chủ thể quốc tế can thiệp và mang theo rủi ro chiến lược vào quá trình ra quyết định của Trung Quốc, cũng như tập trung khai thác sự chia rẽ giữa các đồng minh của Mỹ. Kế hoạch cũng bác bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt đơn phương mà Trung Quốc coi là vi phạm luật pháp quốc tế. Thay vào đó, Trung Quốc muốn mọi biện pháp phải được thảo luận đa phương tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nơi Bắc Kinh và Moscow có quyền phủ quyết. Rõ ràng, các lệnh trừng phạt do Mỹ và Liên minh châu Âu dẫn đầu đối với Nga đã làm trầm trọng thêm nỗi sợ hãi của Bắc Kinh, rằng một ngày nào đó, nước này cũng có thể gặp khó khăn về kinh tế. Nhưng trong khi Nga có thể nhờ đến sự hỗ trợ kinh tế từ Trung Quốc hùng mạnh hơn, thì Bắc Kinh gần như sẽ phải tự lực cánh sinh nếu tình thế đảo ngược. Nhận thức đó củng cố cho nỗ lực tăng cường tự cung tự cấp của Trung Quốc nhằm mục đích chống lại các lệnh trừng phạt đối với nền kinh tế của nước này. Các biện pháp đó bao gồm thiết lập một kế hoạch giao dịch hàng hóa dựa trên đồng nhân dân tệ và phát triển hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới được tăng cường bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số để cho phép các thực thể bị trừng phạt né tránh SWIFT, mạng thanh toán toàn cầu do phương Tây kiểm soát. Cũng chính nỗi sợ hãi bị trừng phạt đó đã khiến bản kế hoạch tích cực kêu gọi giữ cho nền công nghiệp và chuỗi cung ứng ổn định. Sự rụt rè của các công ty Trung Quốc, cả lớn và nhỏ, cả nhà nước lẫn tư nhân, trước việc phớt lờ làn sóng trừng phạt cho thấy chiến dịch của Trung Quốc nhằm tự bảo vệ mình khỏi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của phương Tây vẫn còn rất sơ khai. Ví dụ cụ thể là phản ứng yếu ớt của Trung Quốc đối với các hạn chế về chất bán dẫn của Mỹ. Bắc Kinh lo ngại rằng việc gây ra nỗi đau tương xứng cho Mỹ sẽ là hành động tự chuốc lấy thất bại do sự phụ thuộc của Trung Quốc vào thị trường và công nghệ phương Tây. Nga rõ ràng là nạn nhân của một lỗ hổng tương tự, bằng cách tự ràng buộc mình vào chuỗi giá trị toàn cầu theo cách mà Nga không bao giờ có thể làm được. Bắc Kinh hy vọng sẽ nắm giữ lợi thế trong các cuộc thảo luận của phương Tây về Đài Loan thay vì ngược lại. Kế hoạch có hai ưu tiên cuối cùng: tạm ngừng chiến sự và tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia. Mục tiêu thứ nhất cho thấy Bắc Kinh hiểu rằng Nga không thể đi tiếp với con số thương vong như vậy và Moscow phải tập hợp lại lực lượng của mình. Với mục tiêu thứ hai, Trung Quốc đã tìm cách hợp lý hóa để việc Nga xâm phạm biên giới của Ukraine không đồng nghĩa với xâm phạm chủ quyền của Kiev. Nhưng mục tiêu này gần như không liên quan đến tình hình của Bắc Kinh vì Trung Quốc tin rằng Đài Loan không có biên giới cũng như chủ quyền. Và chỉ ít thì về mặt luật pháp quốc tế, lập luận của Trung Quốc là vững chắc. Việc Đài Loan bị loại khỏi hệ thống Liên Hợp Quốc một cách tùy tiện, việc phương Tây chấp nhận chính sách một Trung Quốc và mạng lưới các quốc gia công nhận ngoại giao Đài Loan đang thu hẹp đảm bảo rằng, khác với Ukraine, việc dựa vào pháp luật quốc tế của Đài Loan có thể bị hạn chế sau khi Trung Quốc xâm lược. Tóm lại, Bắc Kinh hiểu đúng rằng bất kỳ kế hoạch nào nhằm chiếm lại Đài Loan hoặc kế hoạch nào ít rủi ro nhất cũng phụ thuộc vào việc triển khai và duy trì 12 điều kiện trong kế hoạch hòa bình Ukraine. Trong những năm gần đây, Washington đã đạt được những bước tiến lớn trong việc củng cố mạng lưới liên minh tại Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, tạo dựng các liên kết tốt hơn và thúc đẩy năng lực của các đối tác khu vực. Người Mỹ cũng đang nỗ lực làm suy yếu sự thống trị của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng của một số lĩnh vực nhất định, cũng như làm giảm khả năng Bắc Kinh tận dụng sự kiểm soát đối với các khoáng sản quan trọng để thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại. Nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để làm suy yếu các trụ cột chiến lược khác của Trung Quốc. Ưu tiên hàng đầu của các phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, là nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ khó khăn là thiết lập và thông báo về một hệ thống trừng phạt mạnh mẽ, với các biện pháp sẽ được kích hoạt tự động nếu Trung Quốc huy động lực lượng cho một cuộc xâm lược hoặc tiến hành một cuộc xâm lược. Các nền dân chủ cũng phải làm sâu sắc thêm một cách có chọn lọc các mối quan hệ thương mại và công nghiệp với Đài Loan, nhằm giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế của hòn đảo vào Trung Quốc, đồng thời sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy sự tham gia hợp pháp của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế. Điều cuối cùng cũng là điều gây tranh cãi nhất. Các quốc gia phương Tây phải cân nhắc việc vũ khí hóa điểm yếu cốt lõi của Trung Quốc, một trong những mục thuộc kế hoạch hòa bình Ukraine, bằng cách đe dọa nhắm vào sự phụ thuộc nặng nề của nước này vào lương thực nước ngoài,
vốn là mặt hàng gắn liền với sự ổn định chính trị của Trung Quốc và rất có thể sẽ khiến âm mưu xâm lược của Tập bị lung lay. Như bài học mà Putin đã học được một cách khó khăn, tiến hành một cuộc chiến dựa trên những giả định sai lầm có thể tạo ra sự khác biệt giữa chiến thắng và bế tắc, làm suy yếu các giả định của Tập Cận Bình về một cuộc đối đầu tiềm tàng tại Đài Loan có lẽ là cách tốt nhất để tránh xảy ra đối đầu. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!